Dạ vâng, xin chào mừng quý bác anh chị đã đến với kênh Tiệm Giày Si 88 cũng như đang xem trên kênh Đồ Si Hiệu 88 anh chị nhé. Số liên hệ chốt hàng của bên em là số 0987 377 553. Đồng thời số Zalo là số 0919 625 628 425. Em nhắc lại là số Zalo là 0919 628 425 như em đang để trên đầu bài đây. Thì bên em thì có rất nhiều các mặt hàng khác nhau, ví dụ như túi ví, giày cao cổ, giày bót, giày hiệu các loại, giày da nam, giày thể thao các loại của anh chị nhé. Thì buổi sáng ngày hôm nay em có một cái nai cũng rất là đặc biệt, một cái nai thắt lưng VIP đẹp, chia sẻ cùng anh chị nhé. Vừa mới về em đóng rồi em lên luôn anh chị nhé. Anh chị nào mà ưng mã nào thì vui lòng liên hệ vào số Zalo cũng như số điện thoại em để trên đầu bài đây. Em nhắc lại một lần nữa, các bác hãy xem rất là kỹ, xem đi xem lại đi, các cái mặt hàng mình ưng là mình chốt ngay, bởi vì khi nó không có nhiều cái mã mình thích mình cứ vòng vo tam quốc mãi thì đến lúc quay lại mình chốt thì hết mất rồi. Có cái bác bảo vừa nên đã hết thì có những cái mã đấy, bởi vì tuy rằng mỗi người mỗi con mắt riêng nhưng mà nó cũng có cái điểm chung các bác. Một bác thích thì có những cái thì 10 bác thì có tới 7 bác thích. Thế như cái đấy thì ai vào trước thì người đó mua mất rồi. Cho nên là các bác mà ưng các bác chốt ngay các bác nha. Và một điều nữa em muốn nói thêm ở đây, các bác thực sự kết, thực sự thích cái món hàng đấy, sản phẩm đấy thì quan tâm sản phẩm đấy, muốn sở hữu sản phẩm đấy thì anh chị hãy mua, hãy xuống tiền anh chị nhé. Để tránh tình trạng là khi hàng về là chúng ta khi hàng về là chúng ta không nhận hàng. Có một số bác là như thế nhá. Tất cả các đơn hàng em báo trên bài đều chưa bao gồm phí ship, nhưng anh chị chuyển khoản 100% thì em báo ship anh chị nhé. Đây là số liên hệ của em đây, số liên hệ chốt hàng của em. Đó. Em xin phép là thành viên. Em lên những cái mã đầu tiên anh chị nhé. Mã đầu tiên hôm nay em lên kênh là một con Hermes, một con HM. Cái khóa này còn rất là đẹp, khóa thì có màu vàng vàng đồng anh chị nhé, khóa màu vàng đồng đó, chất liệu thì da thật 100% anh chị nhé, chất liệu thì da thật 100% anh chị này. Đó. Anh chị cái con này em về rất là nhiều Hermes, nhưng toàn bản màu đen này, nó không có cái bản màu cánh gián này, màu patina này anh chị nhé. Hai bên sườn này họ patina nó rất đẹp này, cái màu rất đẹp, hoa văn thì dập rất là chi tiết anh chị nhé, anh chị có thể xem rất là chi tiết, rất là sắc nét. Đó. Hay là nó ra cái màu này mình nhìn nó thế không biết đâu. Đầu đuôi thì vẫn còn nguyên anh chị nhé. Mặt sau thì được mài nhẵn nhưng không đánh bóng anh chị nhé. Mặt sau được mài nhẵn nhưng không đánh bóng. Đây là Paris, Hermes Made in Paris. Con này được sản xuất tại Pháp anh chị nhé. Giá 850.000. Con này là em xin phép đọc thông số này. Mã 1 của em này. Có chiều dài là 1m20. Bản 3.7 giá 850.000. Em nhắc lại mã 1 có chiều dài 1m20, bản 3.7 giá 850.000 anh chị nhé. Anh chị quan tâm sản phẩm này thì cứ báo cho em, cho anh xem lại cái mã anh chị nhé, cho anh xem lại mã đó. Đó. Em xin phép được qua mã nhé. 1m20 này. Em xin phép được qua mã 2. 2, cái con mã 2 này. Mã 2 là con gu xì anh chị nhé. Con mã 2 là một con gu xì này. Đó, con gu xì rất đẹp luôn. Đó. Nó rất là đẹp anh chị. Đó. Các bác có nhìn thấy cái chữ lòng màu đen ấy. Nó rất là đẹp luôn. Còn thẻ bán dây nữa đây anh chị này. Dây còn rất là đẹp luôn anh chị nha. Không lỗi dây ở đâu anh chị nhé. Đó. Các cái lỗ vẫn còn nguyên này. Nó chưa bị không bị rách chứ gì anh chị nha. Đó. Đó. Anh chị quan tâm sản phẩm này liên hệ với em nhé. Em báo là mã 2. Mã 2 là có chiều dài là 1m15. Mã 2 chiều dài 1m15, bản 3.8, giá 1,3 triệu anh chị nhé. Giá 1,3 triệu cho con Gucci này anh chị nhé. Giá 1,3 triệu cho con Gucci mã 2.
mã 2 1,3 triệu. Mà sẽ bắt đầu lên mã 4 này. Dính. Mã 4 này chị này. Con hôm nét bản này, bản đẹp anh chị này. Đó. Bản rất là đẹp luôn. Rất là sắc nét luôn. Đó. Anh chị nhé. Anh chị xem giúp em nhé. Anh chị xem trên kênh mà thấy nó chói, nó chưa vừa ý thì anh chị cứ vui lòng liên hệ Zalo, em sẽ cung cấp đầy đủ hình ảnh cho anh chị nhé. Đây là mặt trái của em đây, mặt trái của em đây. Con này thì nó có chiều dài 1m25, bản thì bản 3,7, giá 1,2 triệu cho anh chị nhé. Đó. Mã 4 này. Có chiều dài 1m25, bản 3,7, giá 1,2 triệu. Mã 4 1,2 triệu anh chị nhé, xong một con Hermes. Rất đẹp. Mã 4 này. Em xin phép lên mã 5. Mã 5 một con Diva anh chị nhé. Con đi vai anh chị này. Đó, con đi vai rất là đẹp luôn anh chị. Cái mặt thì mặt này rất là hiếm anh chị nhá. Mặt rất là hiếm, đây là mặt phải này. Cái này là bản 1889 anh chị nhá. Bản 1889. Đằng sau thì dập logo của thương hiệu đây. Chữ đi vai đây. Đó, toàn bộ dây thì dây da bò hết anh chị nhá. Dây da bò hết. Mã 5 này. Có chiều dài 1m28, bản 3,5, giá 800.000 anh chị nhá. Đây là mặt trái của nó. Đây là chữ, đây là made in USA này. Nó dập đầy đủ ở đây này anh chị này. Đó. Cái này là mã 5, giá 800.000 anh chị nhá. Có chiều dài 1m28, bản 3,5 anh chị nhá. Bản 3,5. Em mang lên tiếp mã 6. Mã 6 là một con nữa này. Một con Hermes bản 3D anh chị này. Cái hình logo của cái xe ngựa này, cái xe ngựa nó hình 3D anh chị nhá. Nó rất là đẹp, hình 3D rất là đẹp anh chị. Đó. Đây rất là đẹp luôn. Mã 6 này có chiều dài 1m25, bản 3,7, giá 1,2 triệu anh chị nhá. Giá là 1,2 triệu. Em bao lỗi nhá, em nói này em bao lỗi là bao lỗi anh chị nhá. Cho nên anh chị yên tâm. Yên tâm chốt hàng anh chị nhá. Lỗi là gì ạ? Lỗi rách da này, sờn cạnh này, rách cạnh này, hay là đứt da này anh chị nhá. Đấy. Tóm lại là sứt sẹo trên nền da anh chị nhá. Rất là đẹp luôn. Đó. Anh chị nhé, mã 7 một con LV anh chị nhé, mã 7 một con LV, LV bản màu đen này chị nhé, LV bản màu đen anh chị, cái khóa nó đây anh chị, đó. Đó, cái con này cái chữ LV lồng nó khắc ở đây, nó khắc ở giữa này anh chị nhé, khắc ở giữa, đấy, cái bản dây này. Bản màu đen, da là da thật 100% anh chị nhé. Đó. Đó. Con này mã số 7 có chiều dài 1m29 này, bản 3,7 giá 1 triệu anh chị nhé. Giá 1 triệu. Em nhắc lại là mã 7 có chiều dài 1m29, bản 3,7 giá 1 triệu anh chị nhé. Đó. Chị ưng mẫu nào thì nhanh tay nhé.